Xin chào tất cả các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quay lại kênh video của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn và mách cho các bạn một cây thuốc để trị sốt cho trẻ em rất là hay. Các bạn hãy theo chân mình đi tìm cây thuốc đó như thế nào các bạn nhé. Cây này nó cũng hơi dùng dụng cái trì sốt đó, nhưng mà không phải các bạn nha, các bạn đừng lầm nhé, các bạn hãy nhìn cho kỹ nhé. Nó đây các bạn, nó đây này các bạn, đây cây này là cây trì bệnh sốt nha các bạn, các bạn nhìn cho kỹ nhé. Đó, trong cái cọng lá của nó là nó có màu tím tím á, lá của nó thì trơn, còn cây này thì nó cũng giống nhưng mà không phải các bạn nhé, lá này nó nhám hơn, các bạn phải phân biệt cái lá đó. Cái lá này mình dùng cũng rất nhiều lần rồi các bạn, nhưng mà chưa có dịp để giới thiệu cho các bạn. Nó rất là hiệu quả, mình dùng rất là nhiều lần nên rất là đáng kể. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đó để tìm kiếm thêm các bạn. Đây các bạn thấy cây này có giống không, nhưng nó không phải các bạn nhé. Cây này nó không phải đâu nhé. Nó đây này. Đấy, mình đang cầm cái tay đây. Mình vừa bẻ xong đấy. Còn cây này nó không phải các bạn nhé. Hình như ở đây có mấy cây nè các bạn. Đây này.
Đây các bạn. Bây giờ mình chặt thêm tiếp mấy cây này nữa. Tiền kinh thì mình không biết là nó tên gì các bạn, nhưng mà người đồng bào Paco của chúng mình gọi cây này là cây Plung A Ut. Còn cách sử dụng thì rất là đơn giản các bạn. Nếu mà các bạn muốn dùng lâu dài thì mình phơi cho nó héo héo khô khô rồi mình dùng dần dần. Còn nếu mà mình dùng nhanh thì mình để tươi và mình nấu các bạn. Mình nấu như là nấu nước chè các bạn. Nấu cho nó ra màu vàng vàng vàng, xanh xanh đặc đặc gì đó, xong mình đổ vô thau, chờ cho nó nguội, xong là mình cho con em của mình vào để tắm các bạn. Tắm và ngâm khoảng 50 phút. Nó rất là hiệu quả các bạn. Nó sẽ hạ sốt ngay cho con em chúng ta. Video của mình cũng xin phép được tạm dừng tại đây các bạn. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt.